Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Trên 46 triệu hồ sơ chờ thanh toán bảo hiểm y tế. Nỗi lo phân bón giả tại Tây Nguyên. Hà Nội tử hình kẻ vận chuyển thuê gần 3 kg ma túy. Cảnh báo nguy cơ tai nạn gia tăng khi trẻ vào kỳ nghỉ hè. Mở đầu chương trình là thông tin về bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn hóa danh mục, liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Theo đó, hệ thống đã tự động phát hiện và từ chối nhiều hồ sơ đề nghị thanh toán do có nhiều sai phạm. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2017, đã có trên 46,8 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế với trên 17.000 tỷ đồng. Tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháng 5 năm 2017 cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2017, đã có trên 46,8 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế với trên 17.000 tỷ đồng. Số cơ sở khám chữa bệnh liên thông đạt trên 97%. Tuy nhiên, nhờ có phần mềm giám định mà ngành bảo hiểm xã hội cũng đã phát hiện ra rất nhiều hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Có trên 2.501 người khám trên 50 lần. Cái số lần khám của 2.501 người này là 139.422 lần. Và có những người, đối tượng, đặc biệt là đối tượng hộ gia đình, có số lượt đi khám nhiều nhất, 519 người và 29.000 lượt. Đây là cái đối tượng mà chỉ đóng khoảng gần 700.000, nhưng mỗi một lần khám, chỉ cần 3 lần khám là thừa cái số tiền người ta đóng. Trong thời gian qua, hệ thống tự động phát hiện và từ chối trên 10% hồ sơ đề nghị thanh toán với số tiền gần 3.000 tỷ đồng do sai thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sai mức hưởng. Bảo hiểm xã hội một số tỉnh đã giám định và chủ động từ chối thanh toán trên 9,7 tỷ đồng. Việc triển khai hệ thống giám định bảo hiểm y tế đã giúp cơ quan bảo hiểm xã hội giám sát, theo dõi tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh trên toàn quốc, phát hiện bất thường về tần suất khám chữa bệnh, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Qua đó, có các giải pháp kịp thời xử lý tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tiếp theo là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, năm nay, sầu riêng bán tại vườn ở huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng có giá cao gấp đôi so với mùa thu hoạch năm 2016 và cao nhất từ trước tới nay. Sầu riêng được giá khiến bà con nơi đây phấn khởi nhưng cũng lại thấp thỏm vì lo ngại nạn mất trộm. Là huyện giáp với tỉnh Đồng Nai, Đạ Hoai được coi là thủ phủ cây sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng. Toàn huyện hiện có 2.000 hecta, sản lượng trung bình 9 tấn một hecta, chủ yếu trồng những loại giống cao cấp như Mông Thông, RI6, Dona. Theo các nhà vườn, sở dĩ năm nay giá sầu riêng tăng cao do ảnh hưởng thời tiết bất thường, mùa thu hoạch bị chậm hơn một tháng so với những năm trước. Tuy sản lượng giảm nhưng với mức giá bán tại vườn từ 50.000 đến 55.000 đồng một kg như hiện nay, người trồng sầu riêng có thu nhập tốt và trung bình mỗi nông hộ tại địa phương sở hữu 3-4 hecta. Mặc dù sầu riêng được giá cho người trồng ở Đạ Oai luôn thấp thỏm vì nạn mất trộm, có nhà vườn bị mất hàng tạ sầu riêng chỉ qua mấy tiếng đồng hồ thiếu cảnh giác vào ban đêm. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, địa bàn xã vừa xảy ra vụ chặt phá rẫy cao su hết sức nghiêm trọng, nghi do kẻ xấu phá hoại. Công an huyện này đã cử lực lượng vào cuộc điều tra. Sự việc xảy ra tại hộ gia đình ông Phan Thanh Hải, thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, cách đây gần một tuần. Khi thăm vườn cao su, anh Hải tá hỏa khi thấy hàng chục cây cao su đường kính gốc từ 10 đến 20cm gãy ngang thân, đổ rạp, lại gần. Tại chỗ gãy là do vết dao sắc chặt sâu vào thân cây. Kiểm tra toàn bộ vườn cao su thì có tới 327 cây bị chặt. Anh Hải cho biết vườn cao su này đã 5 năm tuổi. Dự tính thời điểm này năm sau là gia đình mở viện lấy mũ. Tính chi phí từ khi trồng đến thời điểm này, mỗi gốc cao su anh đầu tư hết gần 1 triệu đồng. Vừa gia đình lẫn bà con ở đây thì cũng cầu mong làm cho ra, chứ giờ ai cũng có vườn có dãy, mà dãy trong lúc dãy toàn dãy xa nhà hết mà không làm ra thì bà con rất hoang mang. Giờ không biết là giờ thì mình làm ra không biết đến ngày nào người ta phá. Cũng tại địa phương này, trước đó một số hộ khác cũng bị kẻ xấu chặt cây cao su và cắt gốc tiêu, nhưng với số lượng ít, vụ việc xảy ra tại hộ anh Hải khiến người trồng cao su tại địa phương hoang mang lo lắng. Hiện tại chính quyền địa phương đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.
Những ngày qua, nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk liên tục có mưa kéo dài, kết hợp với việc xả lũ của một số công trình thủy lợi, khiến nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch của người dân ngập sâu trong nước, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con. Cánh đồng lúa đến ngày thu hoạch của người dân xã Iakli, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk biến thành biển nước, khiến toàn bộ công sức của người nông dân bị nhấn chìm. Theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn 8, 9, 10, 11, 18, xã Iakli, hàng trăm hecta lúa vẫn ngập sâu trong nước, trong đó có gần 45 hecta lúa có nguy cơ mất trắng. Khoảng 90 hecta lúa bị ngập đang được người dân cố gắng thu hoạch. Gia đình tôi làm 5 hecta, nhưng mà vừa rồi được thông báo xả lũ con Bắc Hà đây, tôi chỉ điều động máy gạt được một nửa, chứ lưa một nửa thì nước xuống nhanh quá, xả lũ nhanh quá thì tôi gạt không kịp, cho nên mất trắng. Cho các hộ dân nơi đây, nguyên nhân khiến cho nhiều diện tích lúa của bà con bị ngập sâu là do ngày 12 tháng 5, công trình thủy lợi Krông Búc Hạ tiến hành xả lũ, khiến cho mực nước hạ du lên cao, kết hợp với mưa to vào những ngày sau đó, đã khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngập sâu trong nước. Hiện chính quyền xã Iakli đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời kiến nghị lên các cấp có phương án hỗ trợ nhân dân, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, tiếp tục sản xuất. Thưa quý vị, trước tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng tràn lan trên thị trường như hiện nay, nhiều bà con nông dân đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Trong khi đó, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp cụ thể và quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng này. Cũng giống như bao hộ dân ở thôn 1, xã Ea Katu, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk, hàng năm, ông Phùng Bá Công phải sử dụng trên 15 tấn phân bón để chăm sóc cho cây trồng các loại của gia đình. Với số lượng như vậy, ông Công rất lo lắng nếu mua phải phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Cái lo lắng nhất là đúng phân giả, phân không đúng hàm lượng, ghi trên bao bì. Thì nó làm cho cây công nghiệp đó, nó phải sau 2-3 năm nó mới phục hồi lại được. Do đó là mỗi lần bón phân là mỗi lần lo lắng. Bởi vì phân giả thì làm cây vụ mùa năm nay thất thu, rồi nó ảnh hưởng lâu dài đến cho những năm sau. Ngay cả các chủ cửa hàng phân bón có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng chưa xác định được đâu là phân bón giả hay phân bón kém chất lượng, mà phải chờ vào các cơ quan chức năng phân tích đánh giá. Muốn thật giả thì phải đưa vào phân tích về khoa học. Còn như đã nói trước rồi là nông dân cây cối mà không phát triển không tốt thì đó là giả. Còn xanh tốt thì đó là phân chất lượng. Theo thống kê của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị này đã phát hiện và xử lý 25 vụ vi phạm về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón giả trên địa bàn, tịch thu hơn 20 tấn phân bón giả, phân bón kém chất lượng các loại. Hiện nay, toàn vùng Tây Nguyên có cả triệu hecta cây trồng đang trong giai đoạn chăm sóc. Song với thị trường phân bón nhập nhèm như hiện nay, đây quả là mối lo ngại vô cùng lớn với bà con nông dân ở đây. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là mỏ cát có chất lượng tốt nhất, mỗi năm xuất khẩu từ 200 đến 500 ngàn tấn cát sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng một số nước châu Á. Mỏ cát trắng quý hiếm khổng lồ nằm tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, được coi như món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên hiện nay, mỏ cát này đang bắt đầu bị xâm hại nghiêm trọng. Những ngày này, khi đi qua khu vực mỏ cát trắng độc đáo chỉ có duy nhất tại tỉnh Khánh Hòa, người dân không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh những hàng rào của các công trình mọc lên dày đặc. Các dải hàng rào bê tông chạy ngang chạy dọc trên các đồi cát, chia cắt từng khu vực tạo thành bộ mặt nham nhở, khiến mỏ cát trắng ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng. Thế kỷ chính quyền nơi đây nên tìm giải pháp để dung hòa giữa việc hình thành nên các công trình quan trọng và lợi ích chung, nhưng vẫn giữ được nguồn tài nguyên quý giá và nguồn tài sản chung của đất nước. Gần tuần nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân dọc hai bên đường Nguyễn Công Phương nối dài, đoạn từ thành phố Quảng Ngãi chạy lên huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi bị đảo lộn bởi ô nhiễm bụi đường gây ra. Nguyên nhân là do trong quá trình nâng cấp, mở rộng mặt bằng, đơn vị thi công đổ đá dăm khô, gặp nắng nóng kéo dài nên khiến bụi bị phát tán. Mỗi ngày, đoạn đường này có đến hàng trăm lượt xe cộ lưu thông qua đây, khiến cho bụi đá bay mù mịt, bám đầy trên cây cối, vật dụng sinh hoạt của người dân. Cái độ phủ dày tới gần 1 cm, khiến họ vô cùng khổ sở khi môi trường sống bị ảnh hưởng, thậm chí ngồi trong nhà cũng phải bịt kín khẩu trang. Đường này là nó bụi quá, mù mịt thấy như thương mù suốt ngày suốt đêm, mà bà con ở đây ảnh hưởng rất khỏe từ con nít đến giờ. Bức xúc trước nạn bụi bay, người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã tự phát dựng rào chắn, lô cốt dọc tuyến đường để ngăn không cho xe cộ phóng nhanh. Đối với xe tải trọng lớn, họ yêu cầu các tài xế chạy đường khác, không được vào khu vực đổ đá phối. Đoạn đường trên thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Công Phương với tổng chiều dài toàn tuyến là gần 1,3 km. Có 246 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án này, trong đó có 7 hộ buộc phải tái định cư. Trước phản ánh của người dân,
lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường để tìm hướng xử lý kịp thời. Việc người dân tự phát dựng lô cốt dọc tuyến đường của dự án đã gây cản trở giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, nên cơ quan chức năng cũng cần có những động thái tích cực để ngăn chặn kịp thời, đồng thời nhanh chóng khắc phục tình trạng bụi đá bay, trả lại cuộc sống ổn định cho người dân. Thời gian gần đây, đoạn đường liên thôn đoạn qua địa bàn thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận tại đây, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà và bùn lầy cao hơn 10 cm, hố nước sâu gần nửa bánh xe khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Những chiếc xe tải qua lại tốc độ cao còn làm nước bẩn bắn vào nhà dân, gây bất vệ sinh. Được biết, việc đường xuống cấp do các xe tải lớn thường xuyên ra vào các bãi tập kết cát sỏi gần đó. Tình trạng này đã có nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn chưa có phương pháp chấn chỉnh. Tiếp theo là một thông tin cảnh báo khi làm đẹp. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip tập bụng bằng cách đấm trực tiếp vào vùng nội tạng, thu hút đông đảo lượt bình luận và chia sẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực thể hình, điều này gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan nội tạng và có thể gây nôn mửa. Trong đoạn clip dài 29 giây, cô gái đu xà để bạn trai đấm liên tiếp với tốc độ nhanh vào vùng bụng. Thoạt nhìn chắc hẳn ai cũng phải thấy thót tim vì hình ảnh này. Bài tập được giới thiệu có tác dụng đánh tan vỡ hiệu quả. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây không phải là bài tập thông thường mà ai cũng có thể thực hiện, nhất là phụ nữ đang trong giai đoạn giảm mỡ bụng. Cơ bụng chưa được hình thành để có thể chịu đựng và bảo vệ các cơ quan nội tạng bên trong. Thật sự ra thì cái bài tập mà đấm vào bụng mà để giảm mỡ bụng là không có. Đối với một số môn thể thao khác, ví dụ như là võ thuật thì nó có thể áp dụng được. Với những người mà mới bắt đầu á, không thể nào áp dụng được vì cái vùng bụng nó chưa được hình thành, không có thể nào mà bảo vệ được cái nội tạng bên trong. Hiện nay, các phương pháp tập bụng rất đa dạng, giúp cho việc tập bụng không còn bị nhàm chán và khô khan. Tuy nhiên, không ít bài tập du nhập từ nước ngoài hoặc thậm chí thuộc môn thể thao khác cũng được đem ra áp dụng mà không biết rằng bản thân người tập có phù hợp hay không. Muốn có cơ bụng hoàn hảo, chúng ta nên lựa chọn những bài tập bụng phù hợp, chế độ dinh dưỡng hợp lý và nghỉ ngơi điều độ. Mọi người cũng không nên tự ý tập luyện những bài không nắm vững kỹ thuật và nguy hiểm đến sức khỏe. Tiếp theo chương trình là các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Vụ, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 18 tháng 9 năm 2016, tại sân bay Nội Bài, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện trong hành lý của Nguyễn Văn Vụ có nhiều túi ni lông chứa tổng cộng 2.975,48 gram ma túy khi đang hoàn tất thủ tục lên máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Vụ khai nhận vào tháng 7 năm 2016 có quen biết người phụ nữ tên Thanh nhưng không rõ lai lịch. Ngày 17 tháng 9 năm 2016, Vụ nhận được điện thoại của Thanh bảo trở lại thành phố Hồ Chí Minh chơi và nhờ mang hộ ít bột đậu vào bên trong đó làm quà biếu. Mọi chi phí đi lại của Vụ sẽ được người của Thanh chi trả hết. Thực hiện yêu cầu của Thanh, ngày 18 tháng 9 năm 2016, Vụ đón ô tô lên khu vực cầu Thanh Trì, Hà Nội thì bất ngờ được một người đàn ông đến gặp và đưa cho chiếc ba lô đựng gần 3 kg ma túy bên trong. Đến chiều cùng ngày, Vụ tiếp tục đón xe lên sân bay Nội Bài để vận chuyển ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh cho Thanh thì bị lực lượng an ninh hàng không phát hiện bắt giữ tại chỗ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Vụ lãnh án tử hình. Ngày 23 tháng 5, tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cường, trú tại huyện Hưng Yên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cường Quyết là trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng, lợi dụng sự quen biết Cường đã vay của 9 người với tổng số nợ 4 tỷ đồng để chơi cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 9 năm 2016, biết không có khả năng trả nợ, Cường đã xin thôi việc tìm cách trốn ra nước ngoài nhưng bị bắt lại. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Cường 9 năm tù và buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Vào ngày 23 tháng 5, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ cái chết của anh Lê Văn Phước, sinh năm 1981, trú tại Bình Dương. Theo đó, sau khi uống rượu xong, anh Phước và hàng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, anh Phước bị đánh tử vong. Theo thông tin ban đầu, 17 giờ ngày 22 tháng 5, anh Phước nhậu cùng với một số người thân trong gia đình tại khu vực khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Đến khoảng 19 giờ, anh Phước đi ra phía khu vực nhà của Nguyễn Công Tâm chửi bới, đòi đánh những người trong nhà Tâm. Vụ việc khiến hai bên xảy ra cãi vã dẫn tới đánh nhau. Tâm đã dùng cây đánh nhiều nhát vào người anh Phước gây thương tích nặng. Anh Phước được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Gây án xong, đối tượng Tâm đã bỏ trốn.
Hiện công an thị xã Thuận An đang truy tìm đối tượng Nguyễn Công Tâm để điều tra xử lý. Phần cuối chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay chỉ vừa mới chớm hè nhưng đã ghi nhận xảy ra hàng loạt vụ tai nạn khiến nhiều trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương tích nặng. Có nhiều nguyên nhân xảy ra tai nạn, trong đó phần lớn xuất phát từ sự bất cẩn, lơ là của người lớn. Các chuyên gia y tế lo ngại, vào hè khi trẻ được nghỉ học, nguy cơ tai nạn trẻ em sẽ càng gia tăng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Bị nước cuốn mất tích, lửa cháy đen vì bị điện giật, bị chiều khổng lồ cuốn lên trời, rơi từ chung cư xuống đất. Tất cả những vụ việc này đã từng xảy ra với trẻ. Mùa hè đồng nghĩa với việc các em được nghỉ học, được vui chơi thỏa thích, nhưng cũng song hành cùng nỗi lo của người lớn đối với sự an toàn của trẻ con. Bởi sự thiếu quản lý dạy dỗ của nhà trường, các bậc phụ huynh thì vẫn phải đi làm, không thể sát sao bên con cả ngày. Trẻ con lại thường hiếu động, không làm chủ được hết hành vi của mình, nên các nguy cơ tai nạn thương tích thường đến với trẻ trong dịp hè. Trẻ cần được trang bị để có thể hành động một cách độc lập. Thứ nhất đó là vì con phải biết người nào. Thì và các bạn, cuộc sống ngày càng bận rộn hối hả nên ngày càng ít đi hình ảnh mỗi khi Tết đến xuân về. Trong xóm phố, tổ bản, nhà nhà cùng sum vầy chuẩn bị cho ngày Tết với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh. Nhưng ở xóm đoàn kết tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nhiều năm qua vẫn duy trì được nếp cả xóm cùng chung tay gói bánh chưng. Gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, nhân thịt, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, đủ để gói gần 150 chiếc bánh chưng. Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày Tết Nguyên đán, cả xóm đoàn kết thuộc tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La lại quây quần để mổ lợn, đẩy gạo, gói bánh chưng. Người già, người trẻ, trẻ nhỏ dường như đều chung tâm trạng vui vẻ, phấn khởi chờ đợi. Những câu chuyện xưa chuyện nay cũng được chia sẻ trong không gian ấm cúng này. Tết ngày xưa là coi như là kể cả ông bà và con cháu là dân tộc Việt Nam ta thường là như thế, đều là sum họp vào những ngày gọi là cuối năm 30 Tết để tập trung gói bánh. Cái thứ nhất là vấn đề mà để đảm bảo cho vấn đề cái cuộc sống trong gia đình được đầm ấm vui vẻ, và cái thứ hai nữa là vấn đề mà để cho mọi người được sum họp. Đấy. Nhưng mà hiện nay là vấn đề mà nên tức là tổ chức là để cho toàn bộ cái xóm dân cư mà vui vẻ và gia đình coi như là để ôn lại cái cổ truyền ngày xưa là cái điều rất tốt. Một không khí đầm ấm, thân thiết như với những người thân trong gia đình là điều có thể cảm nhận được ở đây. Mỗi người một việc, người cắt lá, người gói bánh. Những chiếc bánh chưng vuông vắn hay chiếc bánh bó tròn dày đều được gói thật cẩn thận. Thực hiện cái quy ước là ngày hôm nay chúng tôi tổ chức cái lễ cái Tết cổ truyền của dân tộc. Trong đó này có mổ lợn, rồi là gói bánh chưng. Cái thứ nhất là noi gương để cho con cháu giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cái thứ hai là các cái tình cảm của các gia đình thành viên thì ngày càng được gắn kết và bền chặt. Trong cuộc sống hối hả bận rộn, rất nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ đặt hoặc mua bánh chưng gói sẵn ngoài chợ cho tiện lợi và phù hợp với quỹ thời gian ít ỏi của mình. Điều này cũng khiến cho không khí đón Tết dường như thiếu vắng điều gì đó gần gũi mà thiêng liêng. Nhìn những hình ảnh nấu bánh chưng tập thể như thế này, có thể thấy nét đẹp trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam phần nào đã và đang được gìn giữ và phát huy. Nghệ thuật viết chữ thư pháp bằng bút lông phụng của người Việt đã có từ xa xưa và tưởng như là đã thất truyền thì may thay đã được thầy đồ Đường Thiên Lạc, chủ nhiệm câu lạc bộ hội họa thư pháp cội nguồn thành phố Cần Thơ lưu giữ lại. Thư pháp viết bằng thể lông phụng là dạng chữ rông được viết bằng một mảnh gỗ nhỏ có răng cưa, mỗi chữ được viết kèm theo các hình thể lạ mắt như rồng, phụng hoặc các ông Phúc, Lộc, Thọ. Vật dùng để viết là loại bút làm bằng tre, có răng cưa. Việc viết chữ thư pháp bằng bút rồng phụng đòi hỏi người viết phải thật tỉ mỉ vì những dấu thanh còn được biến tấu thành các loại vật như bướm, chim, cá. Do các loại chữ này khó viết hơn loại thư pháp thông thường nên chỉ ít người biết đến. Tuy nhiên, do sự yêu thích cùng với đam mê nên đến giờ thầy đồ Thiên Lạc vẫn còn lưu giữ nghệ thuật viết chữ thư pháp độc đáo này. Và cái phong chữ này thì nó cổ điển từ xưa, nhưng bây giờ thì nó mai một. Không có người học đó, nên nó thất truyền. Rồi tôi thấy chị mở lớp tôi dạy lại để cho có cái môn thư pháp lông phụng này để kéo lại, nó không bị mất gì. Thầy đồ Thiện Nhân cũng cho biết, ngày Tết nếu có một bức tranh viết theo thể lông phụng thì sẽ mang may mắn suốt cả năm, cũng như có thể sử dụng biếu tặng để chúc mọi điều tốt đẹp đến cho người được nhận.
Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền dần bị mai một, thì việc tiếp tục lưu truyền viết thư pháp bằng bút long phụng của thầy đồ Đường Thiên Lạc là điều rất đáng trân trọng và cần phổ biến rộng rãi đến cộng đồng. Cũng liên quan đến việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, cứ mỗi dịp xuân về, mâm ngũ quả luôn là nghi lễ truyền thống mà mỗi gia đình cần có vào dịp xuân sang. Nhiều người thích mâm ngũ quả có hình thù của các loài vật mang tâm linh, thường tìm đến các nghệ nhân để đặt hàng theo yêu cầu của mình. Vì thế vào dịp Tết, hai nghệ nhân Lê Văn Hoàng và La Văn Mới ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ luôn tất bật để hoàn thành những mâm ngũ quả thật đẹp mắt. Vào những ngày Tết thì mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên của mỗi người Việt Nam. Thông thường là những hình dáng long phụng, con rồng tượng trưng cho Lạc Long Quân, phụng tượng trưng cho Âu Cơ, mà ý nghĩa lớn về mặt tâm linh cội nguồn. Vì năm nay là năm Đinh Dậu, nên hai nghệ nhân cũng đầu tư tạo hình con gà, là một mâm ngũ quả mất rất nhiều công sức, thường thì phải làm trước 2 đến 3 ngày mới xong. Hai nghệ nhân còn cho biết, vườn nhà còn trồng đủ loại cây, hoa thích hợp với việc trưng mâm ngũ quả như tùng bách đán, kiển ruột gà, hẹ Nhật Bản, hoa nở ngày làm vảy rồng, ớt làm vi rồng, màu dừa làm vảy rồng. Dưới lân có đầu tua ra những lưỡi búa màu đỏ tươi, dùng làm cằm, má rồng, vừa giảm chi phí, vừa tươi mới. Ông bà hồi xưa Tết là có mâm ngũ quả, ngũ phúc lâm môn, năm thứ trái cây là năm cái tiếng tốt của trái cây, rồi ngũ tức là năm. Lâm là giàu, môn là giữa. Cái Tết mình mùng 1 Tết là năm cái phút nó vô cửa mình. Trưng bày mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong những ngày Tết mà ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt. Chính vì vậy, người dân Việt dù ở phương trời nào, đến ngày Tết cổ truyền vẫn không bỏ qua tục lệ này như một sự nhắc nhở cho bản thân và cho con cháu về cội nguồn của mình. Tại tỉnh Đồng Nai, nghề chế biến sáp đã mang lại cho bà Hoàng Thị Tơ ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, còn giải quyết cho nhiều lao động ở địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. Dù chỉ mới hoạt động từ năm 2016, nhưng nhờ sự chịu khó nghiên cứu thị trường và tìm đầu ra cho sản phẩm, sau gần một năm gắn bó, hiện mỗi tháng bà Tơ đã xuất bán ra thị trường trung bình 1 tấn sáp, trừ mọi chi phí còn dư trên 15 triệu đồng. Mới đây, bà Tơ đã thành lập cơ sở sản xuất sáp mang tên Đăng Quang và kinh doanh thêm các loại nhang đèn vàng mã. Sản xuất đèn cầy còn được xuất đi các địa phương như Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai. Hiện tại trong xưởng có 15 khung máy với đủ các kích cỡ bao gồm khung chỉ làm tim nến, máy pha trộn màu cho nến, lò nấu sáp, đáp ứng tất cả các nhu cầu về nến sáp của thị trường. Nó rất là nhiều công đoạn vì cái hàng này nó có tới mấy loại nữa. Một số thì 13 cây màu trắng có, màu đỏ có. Rồi hàng 20 cây cũng màu trắng, màu đỏ. Còn hàng cục, hàng trung cục thì nó màu hồng, màu vàng. Việc làm ăn thuận lợi của bà Tơ giúp người lao động nơi đây thu nhập ổn định và cả những chị em không có điều kiện làm trực tiếp tại cơ sở. Nhóm em đây thì cũng có được một năm rồi. Công việc thì ổn định, lương tháng em tầm 4 triệu. Thời gian tới, bà Tơ còn có ý định đầu tư thêm ngành nghề sản xuất nhang và hướng các con đi theo con đường của mình đã chọn nhằm biến nghề sản xuất sáp và nhang trở thành nghề truyền thống của gia đình. Sử dụng thảo dược làm thức ăn chăn nuôi, anh Đỗ Văn Chuyên, 42 tuổi, ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên, đang từng bước xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch cho thu nhập mỗi tháng lên đến 100 triệu đồng. Năm 2006, gia đình anh Chuyên bắt đầu nuôi lợn, nhưng suốt những năm nuôi theo kiểu bán chuyên nghiệp, kết quả vẫn bấp bênh, không tìm được thị trường ổn định. Trong một lần đọc được bài báo về mô hình chăn nuôi lợn bằng thuốc thảo dược trên vùng đất Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, anh Chuyên lặn lội tới tận nơi chỉ mong muốn được học tập, tham khảo và được chia sẻ những bí quyết chăn nuôi lợn dùng thảo dược. Theo đó, đầu năm 2013, anh Chuyên áp dụng cho lợn ăn thức ăn bằng thảo dược. Lúc đó, để có nguồn thức ăn này, anh đã đến các đại lý thuốc bắc trong tỉnh để tìm mua đủ loại thảo dược. Nhưng thấy giá thành không rẻ, anh đã nảy ra ý tưởng trồng các cây thuốc ngay trong khu trang trại của gia đình. Có những thứ mà thảo dược khô thì tôi nghiền, còn có những cái thứ thảo dược tươi thì tôi băm nhỏ ra trộn những mấy cám để một phần nào đấy để cho nó vừa tầm, xong rồi cho vào mấy đùn viên. Ngoài ra không có dùng có một cái chất thuốc gì khác. Về quy trình chăn nuôi, lợn được nuôi theo quy trình chặt chẽ, từ chọn giống, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Nuôi lợn bằng thảo dược, thức ăn dinh dưỡng của lợn chủ yếu là cám, được chế biến từ gạo, ngô, đậu tương, trộn cùng với các loại thảo dược như hoa kim ngân, bồ công anh, thổ phục linh, sơn tra. Có khoảng 11 loại thuốc. Lợn nuôi bằng cám này cho ra sản phẩm thịt tươi ngon, rắn chắc, ít mỡ, khi xào nấu ít chảy nước. Phân lợn không bốc mùi hôi thối,
độ ô nhiễm môi trường giảm được 60-65% so với cám công nghiệp. Hiện tại, trang trại lợn của gia đình anh Chuyên có diện tích hơn 300m² với 20 con nái, 30 thịt quay, 100 lợn con. Tất cả đều được nuôi theo mô hình khép kín, bao gồm các khâu sản xuất giống, chăm sóc và xuất bán. Khi đến tuổi xuất chuồng, lợn thịt thành phẩm được gia đình anh đóng túi và vận chuyển theo đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong xã, trong tỉnh và cả nước. Lợn con là tôi đã tiêm phòng các bước. Đến chuồng trại thì tôi khử trùng tiêu độc thường xuyên. Đầu vào là thức ăn, làm sao mà chống nhiễm độc. Đến khi mà giết mổ để ra được sản phẩm thì tôi cũng được đóng cho vào nhà lạnh an toàn, tuyệt đối, để đóng túi, đóng gói. Hiện tại, giá thịt lợn sạch nuôi bằng thảo dược bán ra thị trường có giá cao hơn khoảng 10.000 đồng mỗi ký so với lợn thường. Theo tiết lộ của anh Chuyên, cứ với mỗi con lợn, sau khi bán xong, anh thu lãi được khoảng 1,5 triệu đồng. Hiện anh Chuyên đang ôm ý định trong 3 năm phải xây dựng được thương hiệu riêng cho sản phẩm thịt lợn sạch. Tiếp đó là chuyển sang nuôi các giống lợn thuần chủng, siêu nạc, siêu cao sản để có nguồn thịt cung cấp mỗi ngày. Cho ăn bằng thảo dược thì con lợn da rất đẹp, nhẵn, bóng, lông thưa và thịt của nó thì thôi rất thơm ngon. Dân thì chắc chắn là tới đây sẽ có cái hướng là tiêu thụ cái hàng thịt lợn sạch. Đấy, thì cái ý tưởng này tôi rất muốn học hỏi. Cái mô hình này của anh Chuyên là tôi thấy là tới đây là hướng tới là sẽ phát triển tốt. Thế mà nhu cầu của người tiêu dùng, tức là và phần cầu thì là nói chung là người ta có những cái đặt hàng rất đều. Mô hình này là hiệu quả. Các trang trại khác mà có điều kiện, một là rộng, hai là có nguồn thức ăn để chăn nuôi lợn mà nó đảm bảo thì lên học tập. Được biết, không chỉ riêng anh Chuyên, trước đó mô hình nuôi lợn bằng thảo dược đã rất thành công tại tỉnh Vĩnh Phúc và hiện nay được áp dụng tại nhiều địa phương. Mô hình này cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ cấp bằng giải pháp hữu ích, vì không chỉ giúp lợn nuôi khỏe mạnh, thịt ngon mà phân thải ra cũng ít ô nhiễm môi trường. Mỗi thịt lợn nuôi theo quy trình này cũng đã được kiểm định tại Viện Công nghệ Thực phẩm, cho kết quả chứng minh sản phẩm sạch, ít tồn dư hóa chất, tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý khán giả, từ trước đến nay, tình hình buôn lậu ma túy tại các vùng biên giới, đặc biệt là vùng biên giới phía Bắc, luôn diễn biến hết sức phức tạp, bởi đây là nơi có biên giới tiếp giáp với nơi trung chuyển ma túy chính từ Trung Quốc và Lào về Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều năm nay, công cuộc phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy tại vùng biên giới phía Bắc luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Trong năm qua, tình hình vận chuyển các loại chất ma túy trái phép qua lại biên giới Việt Nam-Trung Quốc có dấu hiệu ngày một gia tăng, kể cả tính chất vụ việc cũng như chủng loại ma túy, đặc biệt là số lượng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều. 400 gram heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp là hai vụ vận chuyển ma túy liên tiếp mà lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ được vào ngày 5 và 7 tháng 12 vừa qua. Còn 30 bánh heroin cùng 42.000 viên ma túy tổng hợp là tang vật của một đường dây vận chuyển ma túy trái phép mà công an tỉnh Sơn La đã triệt phá được vào ngày 2 tháng 12. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 1 kg ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua đây cho thấy, số vụ và số đối tượng bị phát hiện bắt giữ không có đột biến, song số ma túy bị phát hiện và thu giữ tăng cao. Theo số liệu của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trong năm 2016 này thì số ma túy tổng hợp từ Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam chiếm 90% lượng ma túy tiêu thụ trong nước. Điều đặc biệt lo ngại là thời gian qua, trên tuyến biên giới Việt Trung còn xuất hiện nhiều đường dây ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Trên thực tế, do những đặc thù cùng địa hình rừng núi hiểm trở với nhiều đường mòn, lối mở, sông suối đi qua biên giới, bọn tội phạm ma túy đã và đang triệt để lợi dụng để hoạt động ráo riết, làm cho tình hình buôn lậu ma túy ở đây diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, để ngăn chặn dòng ma túy tại vùng biên giới phía Bắc, các địa phương cần huy động tổng lực cùng với sức mạnh toàn dân trong việc đấu tranh ngăn chặn ma túy. Thời gian tới, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống buôn lậu, đặc biệt và bọn buôn lậu ma túy. Cần tập trung trinh sát, phát hiện, xác lập các chuyên án lớn, đánh đúng các tổ chức đường dây buôn lậu ma túy.
Có thể thấy, trong cuộc chiến chống ma túy, không chỉ có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, mà điều cốt lõi là làm sao để ma túy không còn đất sống. Chính vì vậy, để giảm thiểu và ngăn chặn dòng ma túy tại vùng biên phía Bắc, nhà nước cần đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc và dân cư vùng biên. Có như vậy, ma túy mới không thể tiếp cận được mọi người, từ đó mới giải quyết được tận gốc vấn đề buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy trái phép. Năm 2016 vừa qua, Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đã đón trên 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghiên cứu. Lượng khách du lịch đến với di sản này càng tăng, cộng với nhiều yếu tố khác đã tạo ra áp lực lớn giữa phát triển du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Trước áp lực này, Mỹ Sơn đã chọn cho mình hướng đi mới là tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn để phát triển bền vững, nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử của di sản. Trong năm 2016, Mỹ Sơn đón hơn 314.000 lượt khách, vượt 21% so với chỉ tiêu. Trong đó, khách quốc tế là hơn 264.000 lượt, vượt 26% so với chỉ tiêu đưa ra. Theo ý kiến của các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, để di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn mãi mãi là điểm đến không thể thiếu của du khách, nhất là với du khách quốc tế, thì bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành, cộng đồng cư dân địa phương và khách du lịch đều phải có trách nhiệm bảo vệ di sản. Đây là di sản quý giá của nhân loại. Các bạn đã khai thác bền vững các giá trị văn hóa lịch sử của di sản để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Các bạn cũng đã làm tốt công tác bảo tồn và giữ gìn di sản. Tôi mong tất cả mọi người cùng có tiếng nói chung trong việc bảo vệ và giữ di sản quý giá này. Với sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam, chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, việc trùng tu chống xuống cấp ở các di sản đã và đang được thực hiện. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để trong quá trình tu bổ tôn tạo, các di sản không bị biến dạng, giữ được nguyên gốc giá trị, bảo tồn để phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ để góp phần nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là giải pháp cơ bản nhất để giải quyết bài toán gia tăng khách du lịch đến tham quan di sản. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản là hai công việc luôn gắn kết, không thể tách rời. Bảo tồn tốt di tích sẽ kéo dài tuổi thọ di sản, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, và ngược lại, phát huy tốt giá trị di sản thông qua khai thác, tham quan du lịch và các dịch vụ sẽ tạo nguồn vốn để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và tu bổ, tôn tạo di tích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước khi nói lời tạm biệt, xin kính chúc quý khán giả một năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mâm cơm Tết ba miền. Thành phố Hồ Chí Minh, nông dân trồng nấm công nghệ cao hốt bạc mùa Tết. Nóng, buôn lậu xăng dầu trên biển. Cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa trong dịp Tết Nguyên Đán.